giới thiệu ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 22 tháng 4 năm 2014 tới đây, xã Thiên Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức ngày hội Internet tại hội trường Ủy ban nhân dân xã. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cộng đồng tại Phú Yên do quỹ Bill Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho các hoạt động sản xuất cũng như các thông tin cập nhật về tình hình thời sự văn hóa trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi máy tính Internet với phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Khác trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất là kể đến Internet với những ưu tú, với những ưu thế vượt trội. Internet ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, sử dụng Internet sẽ giúp cho bà con tiếp cận